Thưa quý vị, khi nhắc đến nho, chúng ta thường nghĩ ngay đến những vùng đất có khí hậu lạnh, xa xôi, hay gần lắm thì cũng phải đến tận Ninh Thuận mới có thể ngắm nhìn những chùm nho trĩu quả. Nhưng hiện nay ở Cần Thơ đã có một vườn nho ở ngay giữa lòng thành phố. Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy cùng tham quan vườn nho này nhé. Có khoảng 200 gốc nho giống Ninh Thuận được trồng trong khu vườn của Cần Thơ Farm, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Đây là vụ thứ ba mà vườn nho ở đây cho trái đã tạo được sức hút cho khách tham quan. Dạo giờ em chỉ thấy qua trong TV thôi. Đây là lần đầu tiên mà em được thấy một cái vườn nho ở ngoài thực tế như vậy. Thì đây cũng là một điều rất là thú vị. Đi nhiều chuyến thực tế thì em chỉ thấy là nho người ta chỉ trồng ở khu vực Cam Ranh, Ninh Thuận thôi. Chứ em không có thấy vườn nho ở Cần Thơ gì vậy đâu. Thấy rất là ngạc nhiên. Đối với thổ nhưỡng ở Cần Thơ, muốn trồng nho thì không phải dễ dàng. Tuy nhiên, nhờ vào kinh nghiệm, kiến thức và hơn hết là muốn bổ sung một nông sản mới trên vùng đất đồng bằng, nên qua thời gian dài nghiên cứu, anh Nguyễn Giang Phong đã thành công với vườn nho này. Trung bình mất khoảng từ 4 đến 12 tháng chăm sóc thì cây nho sẽ cho ra trái. Còn nếu tính từ lúc ra hoa đến trái chín thì có khoảng 3 tháng. Thì khi về đem về đồng bằng của mình trồng ở cái điều kiện đất thịt như thế này thì là cái sức sinh trưởng nó cũng khác nhau và đồng thời là cái dinh dưỡng mình đi nó cũng khác nhau. Thì mình đem cái giống nho này về chủ yếu với hai cái mục đích. Thứ nhất đó là để làm du lịch và thứ hai là để đánh giá khả năng thích nghi của giống. Nhu cầu người đô thị cần, họ giống như họ ở nhà, họ có thể chăm được những cây có trái cho con họ dùng và họ có một cái không gian để họ chăm sóc, để giống như để họ giảm cái áp lực cho công việc. Chính vì điều đó thì cây nho là cái cây mình chọn đầu tiên để chuyển qua cái mô hình cây đô thị. Cây nho này mình tạm gọi tên nó là cây nho của đồng bằng, chứ nó không phải là cây nho ở cái miền ngoài nữa. Bởi vì cây nho này được trồng và làm lại cây giống từ những cái cây đang ở đồng bằng này và bằng cái công thức dinh dưỡng, bằng cái đất ở đồng bằng nó tiếp tục cho trái. Với thành công, mô hình trồng nho của anh Nguyễn Giang Phong là một gợi ý thú vị cho những người muốn khám phá hay thử nghiệm trồng giống nho tại Cần Thơ. Tự tay vun trồng loại quả mà mình yêu thích là một điều thú vị, không những giúp thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, mà trong vườn nhà còn có thêm loại quả thơm ngon và chất lượng.